Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com Đài Loan. Chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư những giá trị chứng minh thực tế. Lại đẹp chưa? Đó. Mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thị trường. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư có cơ sở để nhà đầu tư theo dõi, nhìn nhận, kiểm chứng về những giá trị thực tế. Không có chuyện Á quân Forex thế giới hay Roll Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ là bắn tín hiệu, đọc lệnh và phân tích xu hướng cũng như đặt lệnh chờ rồi đem một tài khoản demo rồi kêu đó là tài khoản quỹ và gì nhỉ? Dùng đó để giao dịch dụ dỗ nhà đầu tư và copy trade ủy thác Forex hay bán chiến lược cho nhà đầu tư. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải hiểu rõ về những giá trị thực tế trên thị trường. Bản thân các bạn cần phải đi chậm lại để nhìn nhận, để đánh giá và nắm rõ được về các vấn nạn và các biến tướng trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh cho mọi nhà đầu tư thấy rõ. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này. Đó, thấy không? Đánh nhàn không? Có đúng không? Mày theo dõi toàn lên không? Tài khoản toàn lên chứ. Thế có xuống không? Người ta phải biết điều chỉnh. Lệnh ngày sáng giờ toàn hai lệnh. Và gì nhỉ? Lên được trên. Hôm nay chắc nhiều con rời đoạn này đánh bay lên. Đâu phải lúc nào cũng đánh đâu. Đó, thế ok chưa? Học trò tao này. Ok chưa? Thế bây giờ mày biết đánh được tiền ở đâu? Ở lệnh giao dịch. Ô, chứng minh thực tế à? Có đánh từ âm đến dương cho anh em xem không? Đó. Rồi mày đi vào, anh em đi vào trong hội của anh, bắt đầu mới thấy mát vấn nạn nhiều không? Đây, tao cho mày xem. Đây là những thằng đứa mà tào lao tao trong bao nhiêu năm qua. Đúng mà con này cũng ra đi dạy đây. Đúng mà vào gáy tao bao nhiêu năm qua tao live stream này, tao gửi ủa mà hàng nghìn cái live stream. Có dám mở máy không? Đó. Lát nữa tao cho mày, bỏ mày xem nữa là nhà má có rất nhiều thằng tao gọi điện còn không ra mắt mà. Cứ đòi lên mạng cào phím mà. Đó. Thực tế nó hoàn toàn khác. Đánh được hay không, cứ kêu đánh live thực tế rồi show full lịch sử ra. Bây giờ không đánh được thì lấy gì ra mà show của đúng không? Đó, ta cứ chia sẻ với các cái vấn nạn ra bên ngoài cho cộng đồng nhìn nhận. Thấy chưa? Được không? Mai bắt đầu chiến nha. Học là cứ bỏ mày cứ theo dõi tao đây. Đừng có mà mở tài khoản. Tao là thầy thì tao phải chứng minh. Chứ không có chuyện đó, chúng mày phải chứng minh. Đó, chúng mày phải hiểu rõ mà. Sàn nó rịp chúng mày sao rồi. Ok chưa? Sao thầy gửi lên hết tất cả nhóm này? À, mấy cái nhóm này anh ở trong này bọn nó không có kích được. Chứ còn không vào là chúng nó kích hết. Hiểu vấn đề. Lên giao dịch người ta hỏi thực tế còn đeo dâm xô. Nhưng mà bày đặt mà cứ lên là đưa lên giao dịch đúng. Một lên giao dịch đúng là mõm. Bây giờ lên cộng với cả là mà một lệnh trade line cộng với cả lịch sử đi thì lệnh né. Thấy nhiều công đoạn không?
Đó. Thế bây giờ em thấy rõ rồi nhỉ? Đâu phải lên xong rồi hẹn tối nay 8 giờ cho anh. Làm gì có chuyện đấy. Mình là phụ thuộc vào thị trường chứ không phải thị trường nó phụ thuộc vào mình. Em thường thường em thấy là đến điểm này thôi. Thường thường là thầy sao điểm này mà đến điểm này thì sẽ bay lên rồi chứ. À tùy lúc chứ không phải là lúc nào anh cũng bay. Đó, mày thấy chứ đâu phải là lúc nào anh cũng thả. Phải có lúc anh thả, có lúc anh không thả. Còn đúng có những đợt mà anh thả mà có những đợt anh không thèm thả. Em thường em theo dõi là thấy thầy Alo? Đang ngồi nhà chơi thôi. Có đưa anh Nam thôi này. Chưa ăn cơm nha. Thì hẹn anh 11 giờ thì anh hẹn em 10 giờ 11 giờ thì em cứ chờ tầm đấy rồi đi ra đi ăn cơm, anh đang ở đâu thì em chạy qua. Alo, đang ở đâu để em chạy qua? Em bây giờ đang ở Trung Sơn đây ạ. Ở quận 8 à? Em không biết làm gì là thôi, lúc nào thầy lên thì thầy alo em nhé. Thế cứ gửi định vị qua rồi em qua đó nhé. Thôi thôi, bây giờ em phải đi tìm ở chỗ nào cà phê thì em ngồi xí đây, thì em vừa gặp anh ấy rồi. Thì là bây giờ em gửi cho thầy cái đoạn mà em trao đổi thẻ thóp nhé. Thì là anh bạn của Trung Béo anh Hoàng Công ấy, là cũng như em thống nhất với thầy là à đấy, anh em thấy rõ nha, tôi trade live và chứng minh cho anh em mà học viên của tôi là những người đi theo với cả tôi ở trên thị trường. Đó, tập trung cho nó xong xong rồi ra ngoài kia anh còn vừa đi chơi vừa đi dạy vừa lại còn đấy đi cả lên các thứ để xem đất ở trên Mộc Châu các thứ. Thế mày thấy bọn tao kết hợp được không? Nghe rồi. Cái thằng kia giờ sao còn chưa qua? À, mày thấy đấy. Chơi nó thực ra kiếm 100-200 đô hoặc là 300-400 đô đối với tao nó có phải là thành vấn đề đâu, đúng chưa? Tài khoản này cho mày xem có 500 đô đánh lên giúp 1.000 đô ra, bây giờ lại lời, tính nhanh như này lãi suất cao
Nếu mà bọn bên ngoài nó kêu là nhận theo quản trị vốn. Quản trị vốn là gì? Là có đánh được ra tiền hay không? Có bảo vệ được vấn đề tài sản của mình hay không? Thì đấy mới là quản trị vốn, chứ không phải quản trị vốn mất thì mất bao nhiêu. Cái đấy là đánh bạc, đúng chưa? Đừng nghe bọn nó. Rồi, thôi lên đường. Ôi chào anh em nhá. Mình đi có việc.